chương 1 dịch vụ đặc biệt bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com từng tờ tiền mới tin được đếm ào ào qua ngón tay ngay cả không khí cũng có mùi vị đặc biệt đôi tay đến tiền là của một người đàn ông ngón tay rất trắng móng tay có màu hồng khỏe mạnh được cắt sửa gọn gàng đây là đôi tay của một cậu ấm lần đầu tiên tô cẩm nghe bạn bè gọi như thế trong lòng cảm thấy không thoải mái cô luôn cảm thấy mặc dù gia thế của ngạc lâm rất khá Bản thân anh cũng thích mặc quần áo hàng hiệu, thích đi ăn ở những nơi cao cấp nhưng đánh giá phẩm chất con người qua thói quen sinh hoạt thì thật là không công bằng. Ai đã nhìn thấy cậu ấm có xe ô tô mà không đi tự đạp xe đến chỗ làm? Liệu có cậu ấm nào chịu làm ở một nơi vừa nguy hiểm vừa khổ cực như cục cảnh sát 6 bảy năm trời? Vì thế, mỗi khi nghe bạn bè gọi đùa anh ấy là cậu ấm, Tô Cẩm nắm chặt tay lại, thay ngạc Lâm bảo vệ hình ảnh của anh, tuy nhiên, lúc này Cách một bàn bày đầy ắp thức ăn, Tô Cẩm chậm rãi ngắm nhìn anh, từ kiểu tóc thời trang, đến mấy chiếc hoa tai lấp lánh, sợi dây chuyền cũng sáng bóng trên cổ, chiếc áo sơ mi không đoán được giá, chỉ biết đó không thể là một chiếc áo rẻ tiền, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ Rolex kiểu mới trên cổ tay. Tô Cẩm không thể không thừa nhận, Ngạc Lâm khi không mặc cảnh phục thì đích thị là một cậu ấm thực thụ, chỉ tiếc là bản thân từ trước đến giờ không phát hiện ra, hay thành thật mà nói, Cô luôn không chịu thừa nhận điều này, có lẽ khi bắt đầu quen biết, Ngạc Lâm đã để lại trong cô ấn tượng vô cùng sâu đậm, đến mức cho dù sau này anh có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh của anh trong cô vẫn giống hệt như ấn tượng lúc ban đầu. Tô Cẩm vẫn nhớ đó là một ngày mùa hè, khoảng thời gian nóng nhất trong năm, sau khi hoàn thành bản báo cáo thực tập tại một đơn vị, cô và các bạn đang ngồi ăn kem ở bên đường, đột nhiên có tiếng ồn ào từ ngõ nhỏ phía sau vang lên, miệng vẫn nằm thì kem Tô Cẩm vô tình quay đầu lại và nhìn thấy anh ấy, anh mặc bộ quân phục cảnh sát đẫm mồ hôi, đang đứng bên đường quan sát đám trẻ mới lớn vừa đánh nhau một trận. Mũ anh đội hơi lệch, cổ áo phanh ra không đúng với quy định, nhìn giống như một cảnh sát có dáng vẻ hơi ngông nghênh. khi Tô Cẩm vẫn đang ngẩn ngơ hồi tưởng, thì Ngạc Lâm đã đếm xong tiền, cất vào phong bì rồi tiện tay ném lên mặt bàn, Tô Cẩm bị tiếng động nhẹ phát ra từ chiếc phong bì khiến cho bừng tỉnh, hỏi. Đếm xong chưa? Ngạc Lâm khuấy khuấy ống hút trong cốc nước lạnh, lông mày anh nhíu lại có vẻ hơi mất kiên nhẫn. "Em lại làm sao thế?" Động một tí lại lấy 50 ngàn tệ này ra để dọa anh. "Anh đã nói rồi, sau này lương của anh được bao nhiêu anh cũng đưa hết cho em." Tô Cẩm cúi đầu, sống mũi hơi cay. "Cô có nên nhẫn nhịn hay không?" Đây luôn luôn là vấn đề tồn tại giữa hai người, Ngạc Lâm vươn tay qua bàn xoa đầu cô, giọng nói trở nên dịu dàng hơn được rồi, được rồi. Khi mình bắt đầu tiết kiệm tiền, mặc dù đã thỏa thuận là ai đề nghị chia tay trước thì số tiền này sẽ thuộc về người kia, nhưng em đừng tức giận một chút là lại đưa số tiền này ra để dọa anh, động một tí lại nói chia tay, em không thấy chán sao. Tô cẩm nhiên người ra sau để tránh bàn tay của anh. Trước ngày hôm nay, em từng nói với anh là chia tay rồi sao? Ngạc Lâm, anh nhớ nhầm em với ai rồi? Ngạc Lâm bất giác lặng người, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên giống như anh đang đứng trước một đứa trẻ làm ầm ĩ một cách vô cớ rốt cuộc là thế nào có phải là việc tìm nhà khiến em không vừa ý anh đã nói trước rồi tìm nhà là một việc vất vả em không nên quá vội vàng không thế nào cả tô cẩm tránh ánh mắt của anh buồn bã cúi đầu em muốn mua nhà là muốn yên ổn để sống không phải không phải đợi đến lúc làm vợ lẽ của ai đó tay ngạc lâm cứng lại em nói lung tung gì thế Ngạc Lâm. Tô Cẩm nghẹn ngào một lúc, cúi đầu hỏi anh. Anh luôn nghĩ em là đứa rất ngốc phải không? Thế nên mới lấy em ra để trêu đùa. Anh được nhiều fan hâm mộ quá nên lấy em ra làm lá chắn. Đợi đến bao giờ anh gặp được người anh thích sẽ đem em cất vào kho để dự trữ phải không? Ngạc Lâm không thể giữ được bình tĩnh, đặt cốc nước sang một bên, nước mơ hồng là loại đồ uống ưa thích của phụ nữ, thứ đồ uống ngọt ngào như vậy không hợp với người đàn ông to lớn này nhưng anh lại rất thích đến mức mà mỗi lần đi ăn với anh người phục vụ đem đồ uống đến đều đặt thứ nước đó trước mặt tô cẩm tô cẩm lặng nhìn thứ nước màu hồng trong cốc lần đầu tiên nhận thấy rằng người đàn ông thích loại đồ uống này vẫn giống một đứa trẻ chưa lớn dạo này anh hơi bận bên đơn vị vẫn phải làm thêm giờ giọng của ngạc lâm bắt đầu mất bình tĩnh ngày lễ của phương tây đâu phải là vấn đề nếu em chán thì chúng ta đi về thôi không phải là em cũng muốn ra ngoài sao thu đồ xong chưa hai tay của tô cẩm để dưới khăn trải bàn nắm chặt lại anh ấy nói không sai ngày lễ tình nhân vốn dĩ là của phương tây nhưng trong một ngày như thế này tô cẩm chỉ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy phía ngoài cửa rất nhiều người đang đi trên đường phần nhiều là các cô gái tay khoác người yêu tay ông hoa hồng một ngày như thế này ngay cả không khí cũng mang hương vị của hoa hồng làm sao cô có thể tiếp tục giữ những điều vốn dĩ đã không tồn tại để tiếp tục dối lừa chính mình. Cuối cùng, sau rất nhiều giằng co, cuộc đấu tranh giữa nhẫn nhịn và không nhẫn nhịn đã nghiêng về một phía, tô Cẩm hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm ngẩng đầu. Vâng, chúng ta đều rất bận, vì thế hôm nay em gọi anh đến đây, ngoài việc trả tiền, chỉ muốn hỏi anh một câu. Ngày mùng 6 tháng sau, lúc 10 giờ sáng, tại khách sạn ác người đặt 20 mâm cổ đính hôn có phải là anh không? khi hỏi xong câu đó tô cảm cảm thấy tim mình như thắt lại cô biết cô nên ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mặt anh nhưng khi nói được một nửa cô lại hụt hơi thế là câu hỏi thốt ra từ miệng thay vì một lời chất vấn hùng hồn lại không bằng một lời yêu cầu chứng thực yếu ớt ngay cả bản thân cô cũng thấy rõ sự bất lực trong tiếng nói của mình thật đáng thương tô cảm rất muốn tác mình một cái nhưng sự ảo não nhanh chóng biến thành sợ hãi trước vẻ trầm mặc của ngạc lâm con người này vốn hơi có chút ngông nghênh ham chơi vừa hút thuốc vừa uống rượu nhưng từ lúc cô thực tập tốt nghiệp đến lúc chạy khắp nơi nộp đơn xin việc từ khi tìm thuê phòng khắp nơi đến khi chuyển đến làm việc ở đây anh đã chứng kiến những trải nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời cô anh cũng là người bạn trai chính thức đầu tiên của cô mắt của tô cẩm đỏ lúc nào không hay thế là đúng rồi ngạc lâm bực bội vào đầu em à em cũng biết quê của mẹ anh ở tứ xuyên mà vì thế bà rất thích có cô dâu ở quê sức khỏe của bà lại không tốt anh không thể nghe thấy anh lại đem mẹ ra làm lá chắn không biết vì sao sự buồn bã trong lòng tô cẩm trở nên quyết liệt thật vậy sao nhưng con gái của phó thị trưởng trần sinh ra ở thành phố t lớn lên tại thành phố t bố là người bắc kinh mẹ là người thượng hải gia đình họ và gia đình anh là đồng hương từ đời trước sau anh bỗng nhiên lừa cô hay vẫn lừa cô từ trước mà cô không hề biết ngạc lâm anh là đồ khốn nạn nước mắt của tô cẩm chảy ra thiếp mời của nhà anh đã phát đi rồi anh còn dùng những lời này lấp liếm tôi anh thật sự chỉ muốn che giấu tôi để tôi làm vợ bé của anh kỳ thực ngạc lâm đưa tay ra định nắm lấy tay cô bị cô tránh né đành hầm hực thu lại kỳ thực anh luôn muốn nói với em nhưng nhưng cảm thấy không cần thiết phải không tô cẩm vò nát chiếc khăn giấy trong tay vốn dĩ không muốn khóc nhưng khi cô ngẩng đầu lên nước mắt vẫn chảy ra không sao dừng được cho dù anh muốn nói sao thì nói, anh nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu anh, phải không? Sức khỏe của mẹ anh không tốt, em cũng biết, ngạc lâm nhìn xuống, lòng dạ rối bời, chúng ta đã ở bên nhau hơn 2 năm, nếu anh không thực sự muốn sống cùng em thì sao lại muốn giao tiền lương cho em giữ? Tô Cẩm nhìn bàn tay của cậu ấm, nghẹn lời hỏi lại. Sống cùng nhau như thế nào? Tôi cứ vợ không biết, mua một căn phòng sống với anh, đợi khi nào vợ anh ngủ rồi thì anh đến với tôi để mua vui sao? Em đừng nói như vậy, sắc mặt ngạc lâm nghiêm lại, không suy nghĩ gì, nắm chặt lấy tay cô, em nên hiểu anh, anh đừng như vậy. Tô cẩm rụt tay khỏi tay anh, sắc mặt đanh lại, việc này tôi đã do dự rất lâu, tôi luôn nghĩ về tình cảm giữa chúng ta, làm thế nào để giành lại. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đáng. Ngạc lâm, anh cứ kết hôn đi bữa cơm này coi như bữa cơm chia tay, tôi mời, tô cẩm. Đây là lần đầu tiên Ngạc Lâm gọi tên cô như thế này. Nhưng, cho dù là muốn nói những lời giả dối để an ủi cô hay là chính thức xin lỗi, tô cẩm cũng không muốn nghe. Ngoài hai điều này, cô không còn nghĩ ra anh có thể nói gì với cô nữa, vẫy tay gọi người phục vụ. Tô Cẩm xuề mấy tờ tiền bảo anh ta lấy thêm vài chai bia, Ngạc Lâm không chịu đựng được, chau mày. Anh biết cô có thể uống được rượu, nhưng trong tình trạng uống từng chai từng chai như thế này tô cẩm rót đầy cốc rượu của mình không ngẩng đầu lên xua tay với ngạc lâm cảnh sát ngạc lâm tôi biết anh là người rất bận rộn tôi không làm mất thời gian của anh nữa dẫu sao hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân để vị hôn thê làm thêm giờ là không tốt tô cẩm em nghe anh nói không chờ anh nói hết câu tô cẩm cầm lấy điện thoại ra vội vàng gọi cho lâm chi chi dường như chuông vừa kêu một tiếng đã có người nhận điện thoại giọng của Lâm Chi Chi có lẽ còn căng thẳng hơn, thế nào rồi, cậu đã hỏi chưa? Anh ta nói sao? Ánh mắt của Tô Cẩm liếc nhìn điện thoại của Ngạc Lâm, đang rung trên bàn rồi nhanh chóng bị anh tắt máy, cảnh sát Ngạc có việc đi rồi, cậu đến ăn tối cùng mình đi. Vẫn chỗ cũ, Ngạc Lâm ngồi đối diện thở dài, được, em cứ ngồi với Chi Chi. Tối anh sẽ gọi điện cho em, Tô Cẩm giả như không nghe thấy lời anh nói, vứt điện thoại sang một bên, nhấp từng ngụm bia nhỏ thứ nước đắng chát lành lạnh chảy qua cuốn họng, giống như kim châm đi vào dạ dày và bùng cháy ở trong đó khiến cô đau đớn. Điện thoại lại rung đầy thúc giục. Ngạc Lâm bối rối nhìn Tô Cẩm, do dự dây lát, rồi đứng dậy rời đi, đợi đã. Tô Cẩm giật giọng gọi anh, cô đẩy phong bì tiền trên bàn, cầm tiền đi. Ngạc Lâm thở dài, em à, em có nhất thiết phải làm như vậy, ánh mắt của Tô Cẩm sắc như dao, tôi gửi trả anh đấy, Đừng làm phiền tôi nữa, sắc mặt của Ngạc Lâm trở nên rất khó coi, anh cầm chiếc phong bì không nói một lời, quay đầu bước đi không ngoảnh lại, ánh mắt của Tô Cẩm xuyên qua cốc thủy tinh trong suốt, thấy bóng dáng bị bóp méo trên đó của anh bước ra khỏi khách sạn, biến mất vào bóng đêm ngoài cửa. Từ trước đến giờ, anh ấy vẫn luôn không quay đầu lại, Tô Cẩm uống một hơi hết sạch bia trong cốc. Đột nhiên cô nghĩ đến trong đêm chia tay này, cô đã quên làm một việc vô cùng quan trọng, trước cuộc hẹn, Lâm Chi Chi đã dặn cô nếu thực sự phải chia tay, cho dù thế nào thì cũng phải tác anh ta một cái để trút giận, nếu không trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh bị người yêu bỏ rơi, ảnh hưởng đến việc đi tìm hạnh phúc sau này. Nhưng cô đã quên mất việc quan trọng đó. Tô Cẩm đau đớn nghĩ. Chi Chi đến nhất định sẽ mắng cô vô dụng, cô biết Lâm Chi Chi luôn không tôn trọng ngạc Lâm, luôn nói là anh ấy ngông nghênh, về cơ bản không phù hợp với mình. Nhưng đến bây giờ, phù hợp hay không cũng vậy, đều hoàn toàn không liên quan gì nữa, Tô Cẩm đặt chai bia xuống, uống từng ngụm nhỏ. Rất đắng, nhưng đối với cô, lạnh và đắng như thế này vẫn chưa đủ, Tô Cẩm gối đầu lên cánh tay, chậm chậm xoay cốc bia. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống thứ dung dịch màu vàng trong cốc bia trong suốt với những bọt khí nhỏ lấp lánh. Tô Cẩm biết tửu lượng của mình, hoặc là cô luôn đánh giá cao tửu lượng của mình. Thế là, trong đêm lạnh lẽo nhất của một năm ở thành phố này, Tô Cẩm đã không do dự uống cho đến say, nhận thức mơ hồ, nhưng có nhiều khoảnh khắc lại ghi nhớ rất rõ ràng. Khi Chi Chi dìu cô ra khỏi cửa khách sạn, gió đêm thốc vào mặt cô lạnh buốt, trong căn phòng lạ lẫm ánh sáng mờ ảo, cô bổ nhào đến chiếc bồn vệ sinh nông thốc, tay chi chi vỗ đều đều lên lưng cô. Chi Chi dìu cô đến bồn tắm, nước nóng nhanh chóng vây lấy cơ thể lạnh giá của cô, ngoài ra, cô không còn nhớ gì nữa, vì thế, khi cô được ánh sáng buổi sớm đánh thức, mơ màng mở mắt, hoàn toàn không biết là mình đang ngủ ở đâu. Ga gối màu trắng, rõ ràng không phải là họa tiết miết cây ở nhà mình, cũng không phải là họa tiết hoa nhỏ ở nhà Lâm Chi Chi, giống như là tô cẩm ngồi bật dậy, hoảng hồn nhìn quanh, đúng là phòng khách sạn quần áo đã được xếp ngay ngắn đặt trên giường, hình như đã được giặt sạch. Trong phòng không có dấu tích gì, chỉ ngoài. Một sấp tiền màu hồng bắt mắt đặt trên chiếc tủ ở đầu giường, trong đầu tô cẩm dội lên một tiếng động lớn, cô run rẩy cầm sắp tiền, bên dưới quả nhiên có một tờ ghi chú. Là một tờ ghi chú của khách sạn, trên mặt giấy ngà vàng có dòng chữ to trắng rõi. Rất hài lòng với dịch vụ của cô, xin nhận tiền thưởng. Ngoài ra phòng sẽ được trả lúc 12 giờ trưa, bữa sáng phục vụ tại phòng. Ở chỗ ký tên gốc dưới bên phải là một khẩu súng được phát vô cùng đơn giản, nhìn thấy hai chữ tiền thưởng, đầu tô cẩm như bị nổ tung, vội vàng nhìn lại mình, quả nhiên cô chỉ mặc một chiếc áo tắm của khách sạn trong chiếc áo choàng không cần kiểm tra cũng biết là không hề mặc gì tô cẩm nắm chặt cổ áo tắm hoàn toàn sững sờ lẽ nào mình đã say thật lẽ nào lại uống say như thế người đón mình không phải là lâm chi chi sao không phải là lâm chi chi thì là ai tô cẩm hoàn toàn sửng sốt không thể không thể không thể mình chỉ là bị thất tình rồi uống rượu sau đó thì trinh tiết mà bản thân cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại mất mà thần không hay quỷ không biết. Cô không những không nhớ bất kỳ điều gì mà còn không biết người này như thế nào, 8-90% đó là một khách làng chơi, bỏ tiền để mua vui. Cũng có nghĩa là lần đầu tiên của mình đã trao cho một kẻ không có nhân phẩm một cách vô thức. Kẻ này chắc rất cao tay, không biết là đã hại bao nhiêu con gái nhà lành, mà mà không biết anh ta có bị nhiễm bệnh gì không, nếu mà thực sự như thế, Tô Cẩm càng nghĩ càng tuyệt vọng, ông đầu nằm vật xuống, chỉ muốn chết. Kẻ cặn bã này trả cho cô 5 vạn tệ, bằng đúng số tiền mà cô đã đưa cho Ngạc Lâm, số tiền này cũng như tiền khách sạn mà cô ở khiến Tô Cẩm không hề hoài nghi là có chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nếu không, làm gì có ai lại trả một số tiền lớn như thế này cho người lạ, Tô Cẩm cố gắng hết sức cũng chỉ nhớ được mình đã nôn khủng khiếp như thế nào, Hình như có người đưa cho cô một cốc nước ấm và vỗ nhẹ vào lưng. Cố gắng nhớ tiếp, cũng chỉ lờ mờ biết có người dìu vào bồn tắm, nước nóng bao bọc lấy cơ thể rất thoải mái và dễ chịu, tất cả ký ức đêm qua chỉ dừng lại ở đó, Tô Cẩm nhìn vô thức lên chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu, trong tay vẫn cầm tờ ghi chú có ký tên là khẩu súng, khẩu súng này có ý nghĩa gì không? Là biểu tượng của việc tham gia băng đảng nào đó, hay là ám thị anh ta có quyền có thế để mình không dám chống lại? Cũng có nghĩa anh ta đưa mình đến khách sạn là biết mình không phải gái làm tiền. Vậy, giá của một cô gái cuối cùng là bao nhiêu? Tô Cẩm với lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, lướt qua một dãy dài các cuộc gọi lỡ, cô gọi cho Lâm Chi Chi, thật bất ngờ, điện thoại của Lâm Chi Chi tắt, Lâm Chi Chi tự nhiên tắt điện thoại. Tô Cẩm như muốn đổ sụp xuống. Chỉ qua một đêm, không những cuộc sống của cô bị đảo lộn, mà ngay cả Lâm Chi Chi điện thoại luôn mở 24 tiếng cũng bắt đầu chơi trò chơi tắt máy. Hay là lúc này cô ấy đang có việc gấp ở công ty, tô cẩm xem lại danh bạ trong điện thoại, khung lựa chọn màu xanh da trời nhạt dừng ở số điện thoại của sư phụ. Tô cẩm do dự dây lát rồi gửi một tin nhắn. Sư phụ, một cô gái trong thành phố chúng ta có giá bao nhiêu? Đợi đến khi tin nhắn đã gửi đi, tô cẩm bắt đầu ân hận, giận mình không biết giữ miệng, quả nhiên, ngay lập tức có điện thoại của hàng hiểu, giọng vừa hiếu kỳ, vừa buồn cười. Sao thế? có chuyện gì không không có gì tô cẩm ấp úng không biết giải thích như thế nào em chỉ tiện hỏi thế chị nghe nói à nhưng chỉ là nghe nói chứ chưa từng gọi họ hàng hiểu cười từ vài chục đến vài chục nghìn đều có nếu qua đêm ở một nơi sang trọng thì khoảng vài vạn tô cẩm cười đau khổ hóa ra mình được coi là hàng quý hàng hiểu nói tiếp tô tô lần này để em rời văn phòng xuống công trình rồi chị lại không thể đi cùng với em thật sự là chị thấy ngại quá hàng hiểu và tô cẩm đều là kỹ sư của bộ phận giám sát kỹ thuật ở hải công khi còn ở văn phòng do tô cẩm là nhân viên mới của công ty nên được hàng hiểu chỉ dạy rất nhiều vì thế mặc dù về danh nghĩa tô cẩm là trợ lý của hàng hiểu nhưng tô cẩm luôn gọi hàng hiểu là sư phụ sau tết những người đã có gia đình như hàng hiểu bị điều về làm dự án ở gần thành phố tô cẩm cũng đi cùng nhưng không ngờ khi chưa khởi công Hàng hiểu vì có bầu nên xin nghỉ trước hạn. Thế là, dự án vốn dĩ do hai người phụ trách giờ chỉ còn một mình Tô Cẩm tự lo liệu, thiết bị luyện 35 vạn tấn dầu một năm của dự án luyện dầu thành phố C là một hệ thống lớn, đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của dự án. Theo sắp xếp tiến độ tổng thể của dự án luyện dầu thành phố C, tiến độ của hệ thống này phải song song với hệ thống sản xuất Hiro. Theo thường lệ, khi thi công, hai hệ thống cần có hai nhân viên kỹ thuật điều hành nhưng hàng hiểu đột ngột nghĩ phép bộ phận giám sát kỹ thuật cũng không có thời gian tìm thêm người thế là công việc của hai người đều trút lên vai tô tô hàng hiểu xin lỗi là vì như vậy tô cẩm vội nói sư phụ đừng nói như vậy chị đã giúp em điều chỉnh tất cả mọi thông số của hai hệ thống em cũng đã nhàn hơn nhiều rồi chị cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đừng bận tâm lo lắng điều gì hàng hiểu liền dặn dò cô vài câu rồi tắt máy tô cẩm gọi lại cho lâm chi chi nhưng máy vẫn tắt, tắm rửa, ăn bữa sáng mà khách sạn phục vụ tận phòng xong, Tô Cẩm cúi đầu buồn bã rời khỏi khách sạn, tuyết vẫn rơi, tuyết trên đường bị người ta qua lại dẫm đạp thành một mớ hỗn độn. Có cây hai bên đường cũng bị tuyết phủ trắng. Trên quảng trường phía xa, đám trẻ con đang chơi ném tuyết, cười nói âm ỉ, Tô Cẩm đứng trên thềm khách sạn, mặc áo lông có mũ, sắp tiền vẫn để trong túi áo. Cộng lên qua chiếc áo mỏng bên trong khiến cô thấy đau, mình đã mất bạn trai tôi cẩm hé mắt nhìn thế giới bên ngoài vừa quen thuộc vừa lạ lẫm buồn bã nghĩ khi mình tự buông thả bản thân muốn mượn rượu để giải sâu thì lại mất mát nhiều thứ hơn nghĩ vậy tôi cẩm không tránh khỏi cảm giác đau đớn lạnh lẽo không phải đó chỉ là một người đàn ông sao không phải chỉ là một cuộc tình chết yếu sao vì sao lại phải đau khổ như vậy từ góc độ này thì việc xảy ra trong khách sạn rõ ràng là tự tạo ra một điều nghiệt ngã còn gã đàn ông kia không biết có mắc bệnh truyền nhiễm gì không? Đó cũng là mình làm mình chịu thôi, tô cẩm dụi dụi mặt, cố gắng vực dậy tinh thần. Cho dù nói như thế nào thì giấy phút khó khăn nhất cũng đã qua rồi, quay về phòng trọ ở Hải Công, cô bạn cùng phòng Thanh Thanh vẫn chưa về. Tô Cẩm thu dọn xong hành lý của mình, gọi điện cho Lâm Chi Chi, điện thoại vẫn tắt máy. Tô Cẩm hết cách, đành gọi điện thoại cho Bành Tiểu Ngôn. Ở thành phố T, hai người là bạn tốt nhất của tô cẩm bành tiểu ngôn đang trong giờ làm nghe cô hỏi lâm chi chi lập tức giống như thùng thuốc nổ bị châm ngòi con nhỏ chi chi đó chẳng thèm kiên nể gì trắng trợn lừa mình nó nói nó có việc gấp bảo mình đến khách sạn đón cậu khi mình chạy đến khách sạn chả thấy ma nào ở đấy cả gọi điện cho nó thì lại tắt máy gọi cho cậu thì cũng không nghe máy hai người chơi trò gì vậy làm lỡ mất cuộc hẹn vào đêm có tuyết của mình. Hôm qua là lễ tình nhân, mỗi năm chỉ có một lần, Tô Cẩm ngắt những lời trách móc của cô, Chi Chi có nói nó có chuyện gì không? Bành tiểu ngôn rên lên một tiếng. Giọng nó nghe có vẻ gấp gáp, nhưng không nói là chuyện gì. Đúng rồi, lúc gọi điện, mình nghe thấy tiếng còi ô tô, có lẽ nó đang ở trên đường. Có phải là chuyện của công ty không? Lâm Chi Chi là trưởng bộ phận an ninh của tập đoàn Hưng Hòa, có thể là việc của công ty thật, gọi điện thoại đến công ty rồi phải không tô cẩm hỏi công ty nói thế nào gọi rồi giọng của bành tiểu ngôn có vẻ rất ấm ức người ở công ty nói là không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài vậy à tô cẩm nhìn những bông tuyết rơi trên ngọn cây ngoài cửa sổ bất giác cho mày ngày mai mình phải đi làm dự án rồi lần này ít nhất cũng phải hai tháng việc của chi chi đợi cô ấy về nhất định bắt cô ấy phải giải thích rõ với cậu bành tiểu ngôn đáp cứ yên tâm đi đi có việc gì nhất định mình sẽ thông báo cho cậu, tắt máy, tô cẩm xem lại nhật ký điện thoại tối hôm trước, ngoài hai cuộc gọi của Ngạc Lâm, còn lại đều là số điện thoại của Lâm Chi Chi, tô cẩm vô cùng ân hận. Chỉ vì một người đàn ông khốn nạn mà làm lỡ bao nhiêu việc, lòng đầy ân hận, tô cẩm vỗ trán, rồi tự thề với lòng. Một là, từ bỏ Ngạc Lâm, xem con người bội bạc đó rốt cuộc thế nào, hai là, không bao giờ để rượu làm ảnh hưởng đến mình nữa nếu vi phạm lời thề thì cô sẽ trở thành kẻ không ra gì suốt đời. Nghe trọn bộ tại mê audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.